61. Bình thính tránh sự giới. Giới ở chỗ vắng nghe việc tranh cãi. 61.1. Giới tướng. Âm. Đồng tỳ kheo 77 điều tánh tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, tỳ kheo ni cộng đấu tránh hậu, thích thử ngữ dĩ, hướng bị thuyết giả ba vật đề. Nghĩa đồng với điều 77 của giới tỳ kheo thuộc về tánh tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni, sau khi quý tỳ kheo ni khác cãi nhau, nghe lời người này đem đến nói cho người kia nghe, thì phạm tội ba vật đề. 61.2 Duyên khởi Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước xá vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo, nghe quý tỳ kheo khác cãi vã, gây gỗ, tranh chấp. Bèn đem đi nói với người khác, làm cho chúng tăng chưa có việc tranh cãi, thành ra có chuyện tranh cãi. Đã có chuyện tranh cãi thì không thể diệt trừ. Quý tỳ kheo biết chuyện, trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem chuyện đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo nên kiết giới này. 61.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Trước đó đã xảy ra bốn điều tranh cãi. Người trước mặt ở chỗ khuất phê bình có ý náo loạn, đi đến nơi đó để nghe lén. Nghe rồi đi nói lại thì phạm 61.4 phạm tướng nhược tỳ kheo ni ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước tỳ kheo ni cộng đấu tránh hậu có bốn loại đấu tránh ngôn tránh mít tránh phạm tránh và sự tránh thính thử ngữ dĩ hướng bị thuyết giả ba vật đề thính là nghe trường hợp ở đây là ở chỗ khuất nghe lén lời người khác bình luận, tranh cãi. Nếu tỳ kheo ni nghe lén lời tranh cãi của người khác, hoặc là lời tranh cãi của tỳ kheo ni khác, từ đường này qua đường khác, từ nơi không phải là đường đi, đến đường đi, từ chỗ cao đến chỗ thấp, từ chỗ thấp đến chỗ cao, đi nghe lén thì phạm tội ba giật đề. Đi mà không nghe thì phạm tội đột kiết la. Nếu phương tiện sắp đi mà chưa đi, hoặc cùng với người hẹn đi mà chưa đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Nếu có hai người cùng ở chỗ tối nói chuyện, người nào khác đến chỗ ấy phải khẩy móng tay hoặc tăng hắn, để hai người đó cảnh giác. Nếu không làm như thế thì phạm tội đột kiết la. Nếu có hai người ở chỗ khuất đang nói chuyện, người nào muốn đến đó cũng phải khẩy móng tay hay tăng hắn. Nếu không làm như thế thì phạm tội đột kiết la. Nếu trong khi đi đường, có hai người đi trước đang cùng nhau nói chuyện, người thứ ba đi sau cũng phải khẩy móng tay hoặc tăng hắn để cảnh giác hai người đi trước. Nếu không làm như thế thì phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 8 thuyết minh, nếu yên lặng nghe bốn chúng khác nói chuyện thì phạm tội đột kiết la. Trong Tác Bà Đa Tị Ni Tỳ Bà Sa quyển 9 thuyết minh Người tranh cãi trong giới này và người không tranh cãi khác đến nghe rồi đến người khác nói hoặc không nói đều phạm tội. Trong luật nhiếp quyển 13 thuyết minh Có người nói thành thật không phải gây gỗ nhiễu loạn mà tưởng là gây gỗ nhiễu loạn cũng mắc tội ba giật đề. Nếu trong tâm không có ý đến mà ở sau lưng nghe hay tình cờ nghe hoặc là khi nghe lời nói đó muốn cho việc tranh cãi, gây gỗ, diệt trừ, những trường hợp như thế đều không phạm. Trong luật thiện kiến quyển 16 thuyết minh, ở chỗ khuất nghe, nghĩa là hoặc nơi đó có vách tường, hoặc là chỗ có bóng mát đi đến nghe, Tùy theo bước đến bao nhiêu bước thì mắc bấy nhiêu tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 20, thuyết minh. Nếu hai tỳ kheo ngồi trong nhà nói chuyện riêng, bên ngoài có tỳ kheo khác muốn vào, thì vị này phải khẩy móng tay, bước chân cho có tiếng. Nếu người trong nhà yên lặng thì nên bước trở ra. Nếu họ vẫn tiếp tục nói chuyện thì có thể đi vào mà không phạm tội nếu một tỳ kheo ngồi trước trong nhà bên ngoài có hai tỳ kheo vừa đi vào vừa nói chuyện riêng tỳ kheo ngồi trước trong nhà không được yên lặng mà phải khẩy móng tay động chân cho có tiếng nếu hai tỳ kheo kia yên lặng thì vị tỳ kheo trong nhà nên đi ra trường hợp nếu vị tỳ kheo này với vị tỳ kheo khác do có chuyện gây gỗ tranh chấp, kết hận trong lòng, nên mắng nhiếc rằng, ta nhất quyết phải giết người ác ấy cho được mới thôi. Tỳ kheo khác nghe được lời đe dọa đó, thì được phép đi nói với người bị hâm dọa rằng, trưởng lão phải khéo đề phòng cảnh giác vì tôi nghe có lời hâm dọa không tốt. Nếu có khách tỳ kheo đến, hoặc ở trong giảng đường, ôn thất, thiền phòng, nếu vị ma ma đế, hoặc là người tri sự đi coi sóc các vị khách tỳ kheo. Nghe các vị đó nói rằng, trưởng lão, chúng ta hãy trộm đồ vật trong kho lẫm đó, trong tháp đó, tịnh trà của chúng tăng nơi đó, y bác của vị tỳ kheo đó, vân vân. Vị ma ma đế hay tri sự nghe như vậy rồi, nên yên lặng đi về. Sau đó, nên tuyên bố trong tăng chúng rằng, quý đại đức, tài vật trong kho tàng ấy, trong tháp đó, tịnh trà đó, y bác của vị tỳ kheo đó cần phải đề phòng bị trộm lấy. Vì tôi nghe có người nói lời ác nên nói cho quý vị biết. Nếu trường hợp tỳ kheo có nhiều đệ tử, lúc chiều tối nên khe khẽ đi án hành các phòng, quan sát các đệ tử xem họ có sinh hoạt đúng như Pháp hay không. Nếu trong khi đi án hành, nghe các đệ tử nói những việc thế tục hoặc là việc quốc vương, việc giặc cướp, vân vân thì không được vội vào quở trách. Phải đợi khi đệ tử đến mới dạy bảo quở trách rằng các con đã có tính tâm xuất gia, ăn đồ tính thí của người thì cần phải thực hành chánh nghiệp, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, lễ sám, vân vân. Tại sao lại nói những việc phi pháp thế tục như vậy? Đó không phải là thiện pháp của người xuất gia tùy thuận. Nếu nghe đệ tử của mình bàn luận kinh luật, nói nghĩa lý, vấn nạn, đối đáp cũng không được vội vào tán thán. Đợi khi đệ tử tự đi đến chỗ mình rồi mới khen rằng: Các con xuất gia có thể cùng nhau bàn luận kinh luật, luận nói nghĩa lý, giảng Phật pháp. Như Đức Thế Tôn dạy Tỳ kheo lúc tập hợp phải thực hành hai điều, một là như hiền thánh mặc nhiên hay là giảng luận pháp nghĩa. Nếu tỳ kheo vào trong tụ lạc vừa đi vừa nói chuyện, tỳ kheo đi sau không được yên lặng nên tăng hắn hoặc mạnh chân bước đi cho có tiếng. Nếu người đi trước vẫn tiếp tục nói chuyện thì có thể tùy ý tiến đến, không phạm tội. Nếu tỳ kheo đi trước, có tỳ kheo đi sau nói chuyện, đang đi tới. Vị tỳ kheo đi trước cũng không được yên lặng, nên tàn hắn hoặc bước mạnh chân cho có tiếng. Nếu khi tỳ kheo nhiễu tháp, sau giờ ăn ngọ, Muộn vào trong rừng tọa thiền cũng phải như vậy. 61.5 Kim chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba giật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 61.6 Khai duyên Những trường hợp không phạm nếu hai người ở trong chỗ tối cùng nhau nói chuyện, người thứ ba khi đến phải khẩy móng tay hoặc tăng hắn, hoặc là hai người đang nói chuyện ở chỗ khuất. Khi có người thứ ba đến, cũng phải khẩy móng tay hoặc tăng hắn. Hai người đang đi đường phía trước cùng nhau nói chuyện, người thứ ba đi sau phải tăng hắn hay khẩy móng tay lên tiếng. Hoặc khi chúng tăng làm yết ma phi pháp, Yết mà không đúng tỳ ni, hoặc là vì chúng tăng, vì tháp, vì chùa, vì hòa thượng, đồng hòa thượng, vì a xà lê, đồng a xà lê, thân hậu, tri thức, muốn làm những việc tổn giảm không lợi ích, yết mà không chỗ nơi, các yết mà như thế, vân vân. Nếu muốn biết những việc ấy nên đến nghe thì không phạm. Trong luật thiện kiến quyển 16 thuyết minh vì muốn tự cải hối mà đi nghe cũng không phạm. 61.7 Tập giải Việc tranh cãi đã dứt trừ ở chỗ vắng bằng luận riêng, phạm tình khó tránh khỏi việc ấy. Nếu đi nghe lén thì phạm về tội nghe trộm, không phải hành vi chính đáng của người quân tử, mất oai nghi của người xuất gia. Nghe rồi, đến nói với người khác, sự việc ấy thuộc về Tội nói lưỡi đôi chiều có thể khiến cho việc tranh cãi của người khác phát khởi lại, phá hoại hòa hợp của chúng tăng, làm cho chúng tăng nhiễu loạn thì đồng với tội ly gián, phá hoại Phật pháp, khiến cho chúng tăng đang sống với nhau mất sự an ổn. Tội cấu như thế, sau khi xả thân, nhất quyết phải bị chiêu cảm quả báo khổ đau nơi địa ngục, ác đạo trong cõi súc sinh, thọ khổ trong đường ngạ quỷ không thể chịu nổi. Thế cho nên là tỳ kheo ni cần phải nhiếp hộ oai nghi, giữ sáu căn tịch tịnh. Khi thấy người khác nói chuyện riêng, phải mau mau tránh đi nơi khác. Giữ tâm hộ ý một lòng biện đạo, tình tấn sách lệ, cầu pháp vô vi, đừng phạm cấm giới, tự mình sẽ được thanh tịnh. Đó là chân Phật tử vậy. 62 sân đã tỳ kheo ni giới, giới giận đánh tỳ kheo ni. 62.1 Giới tướng Văn giới Âm Đồng tỳ kheo 78 điều Đánh tội đại thừa đồng chế Nhược tỳ kheo ni sân nhuế cố bất hỷ Đã bị tỳ kheo ni giả ba vật đề Nghĩa Đồng với điều 78 của giới tỳ kheo thuộc về tánh tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni vì tức giận không vui, nên đánh tỳ kheo ni khác thì phạm tội ba vật đề. 62.2 Duyên khởi Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ các cô độc tại nước xá vệ. Khi ấy, trong số lục quần tỳ kheo, có một vị sinh tâm sân hận, đánh thập thất quần tỳ kheo vị tỳ kheo bị đánh la lớn lên rằng thôi thôi đừng đánh tôi nữa bây giờ quý tỳ kheo hiềm trách lục quần tỳ kheo rằng tại sao ông sinh tâm sân khỏe đánh thập thất quần tỳ kheo như vậy sau đó quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên đức thế tôn đức thế tôn vì các tỳ kheo kiết giới này 62.3 Cụ Duyên giới này hồi đủ bốn duyên thì thành phạm tội là tỳ kheo ni có tâm sân có ý đánh đánh trúng thì phạm 62.4 phạm tướng nhược tỳ kheo ni ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước sân khỏe cố bất hỷ nghĩa là tức giận không vui trong pháp uẩn túc luận quyển 8 thuyết minh Thế nào gọi là sân khỏe? Nghĩa là đối với các loài hữu tình muốn làm việc tổn hại, ôm lòng ác độc, cho đến hiện ra hành vi quá hoạn, như thế đều gọi là sân khỏe. Đã bỉ tỳ kheo ni giả ba giật đề, tức là dùng tay đánh, dùng chân đá, dùng gậy đánh tỳ kheo ni khác. Tất cả đều phạm tội ba giật đề. Ngoại trừ gậy, tay chân để đá đánh ra. Nếu dùng những vật khác như khóa cửa, cán phủ phất, cán lư khương để đánh, tất cả đều phạm tội đột giết la. Trong luật ngũ phần quyển chính thuyết minh, đánh người khác hoặc súc sinh, phạm tội đột kiết la. Trong luật tăng kỳ quyển 19 thuyết minh, nếu có những ác thú như voi dữ, ngựa dữ, trâu dữ, dê dữ, chó dữ, vào trong chùa phá cây trái cũng không được đánh chúng, nhưng được phép cầm gậy, cây, gạch, đá, vân vân đập dưới đất dọa cho chúng đi. Nếu súc sinh vào trong chùa, tháp, chạy nghìn ngàn trong chùa, đụng vào tượng Phật Bồ Tát làm hư, hoặc là phá hoại cây cối, hoa trái, cũng được phép dùng cây, gậy, ngói, đá, đập dưới đất, dọa cho chúng đi nơi khác. Trong luật nhiếp quyển 11 Thuyết Minh nếu dùng cỏ đỉnh hoặc hột cải quăng ném người khác. Tùy theo số lượng cỏ, hạt cải nắm trong tay bao nhiêu, thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu ném mà không trúng, thì cũng phạm bấy nhiêu tội ác tác. Nếu có tâm giết mà đánh đập, thì phạm tội thâu lan giá. Nguyên văn nói tỳ kheo hoặc là tỳ kheo trì giới, hoặc là tỳ kheo phá giới, hoặc là có tướng tỳ kheo khởi tưởng tỳ kheo hoặc là sinh nghi đều phạm tội ba vật đề. Nếu không phải là tỳ kheo mà tưởng sinh nghi là tỳ kheo hoặc là đối với những vật như cột, vách hoặc những thứ khác mà có tâm điệu cử, tán loạn, đánh đập các vật ấy cũng phạm tội ác tác. Trong Ma Đắc Lạc Già Luận, Quyển 10 Thuyết Minh Hỏi, giả sử có tỳ kheo đánh tỳ kheo thì có phạm trăm nghìn tội hay không? Đáp, có chứ. Nghĩa là nếu tỳ kheo ở trong đại chúng, sinh tâm sân khỏe, nắm một nắm cát hay hạt đậu quăng ném vào các tỳ kheo khác. Tùy theo số tỳ kheo bao nhiêu thì phạm bấy nhiêu tội ba giật đề. Nếu không trúng, phạm tội đột kiết la. 62.5 Kim chế trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề ba chúng sao phạm tội đột kiết la là... 62.6 khai duyên những trường hợp không phạm nếu có người bị bệnh mà phải nhờ người khác đánh đấm trên thân mới hết hoặc là trong ăn nuốt mắc nghẹn phải nhờ người khác đấm lưng hoặc là khi cùng nhau nói chuyện nhưng người khác không nghe nên phải dùng tay đụng vào người ấy khiến họ chú ý để nghe, hoặc lúc ngủ không hay biết dùng chân gác lên thân người kế bên, hoặc là khi kinh hành qua lại đụng vào nhau, hoặc là khi quét đất đụng vào nhau, hoặc đầu tích trượng khi cầm lỡ đụng nhầm, tất cả những trường hợp trên đều không phạm. 62.7, tập giải. Ác tập của chúng ta sâu nặng trong đó sân là thứ ác tập nặng nhất, khiến chúng ta thường qua lại đọa trong ác thú, thọ khổ sinh tử, khó được thoát ly. Cho nên cần phải trừ sân nghiệp. Nếu sau khi xuất gia rồi, không đoạn trừ tập khí sân hận, đánh đập, mặn nhiệt lẫn nhau, kết oán cừu với người, gia hại lẫn nhau, náo loạn người khác, tự mình đánh mất oai nghi, chẳng những không thể làm sư phạm cho người, cứu độ chúng sinh, mà trở lại làm việc phá hoại Phật Pháp, bị nhân thế chê bai, chiêu cảm quả báo ác nghiệp, thọ khổ vô cùng. Thật là điều đáng buồn vậy. Thế cho nên, tỳ Kheo Ni cần phải xa lìa ác tập, đoạn trừ oán sân, sẽ không cùng chúng sinh làm thương hại lẫn nhau. Như thế thì không có oan kiết, sẽ được thanh tịnh, giữ gìn giới luật, gần quả niết bàn.